Xin chào quý vị và các bạn đã trở lại với Bóng Đá Today. Bóng Đá Today cập nhật tin tức bóng đá quốc tế mới nhất và nóng nhất 24 giờ qua. Trước khi đến với những chuyển động hấp dẫn của bóng đá quốc tế trong bản tin ngày hôm nay, xin mời các bạn bấm đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để là người sớm nhất nhận thông báo từ chúng tôi. Còn bây giờ sẽ là điểm tin chính. Solskjaer đối mặt với nguy cơ sa thải. MU thua 64% số trận ở C1, gây sốc. MU đàm phán tiền vệ toàn diện nhất Premier League Tielemans. Rượu vang hảo hạng Lewandowski. PSG bị tố gian lận quỹ lương 600 triệu euro. MU khởi đầu tốt trận này khi Rondo ghi bàn mở tỷ số từ phút 13. Đội khách nắm bắt được lợi thế và áp đảo Young Boys. Nhưng tấm thẻ đỏ bất ngờ của Wan-Bissaka làm cục diện đảo chiều. Phút 66, Momi Gamaleu ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Young Boys. Đến phút 90-05, bi kịch đã xảy ra khi Lingard truyền về ngớ ngẩn, tạo điều kiện cho Telson Sebastiel thoát xuống nhận bóng và ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Young Boys. Thống kê từ Opta cho hay, MU đã chơi 11 trận ở Champions League dưới thời huấn luyện viên Solskjaer, nhưng để thua đến 7 trận, tương đương với tỷ lệ 64%. Trước đó, MU bị PSG và Barca đánh bại ở mùa 2018-2019, sau đó là 3 trận thua ở vòng bảng mùa trước. MU đã thua tổng cộng 54 trận trong lịch sử Champions League và 13% trong số này đến từ thời huấn luyện viên Solskjaer, dù cho huấn luyện viên người Na Uy chỉ linh ấn 4,8% số trận tại đấu trường này cho Quỷ Đỏ. Thành tích tệ hại này ngay lập tức khiến nguy cơ bị sa thải của Solskjaer tăng cao. Theo nhà cái La Brock, thuyền trưởng của MU đang phải nhận tỷ lệ 2/1 cho việc phải rời ghế trước khi mùa giải năm nay kết thúc. Ở ngoại hạng Anh, dù MU đang dẫn đầu bảng, khả năng Solskjaer trở thành huấn luyện viên đầu tiên bị chảm đang ở mức 40/1. Kỳ vọng dành cho Solskjaer đang ở mức vô cùng lớn ở mùa giải năm nay, khi MU có một mùa hè tuyển quân vô cùng rầm rộ, mà đáng chú ý nhất là sự trở lại của siêu sao Cristiano Ronaldo. Bên cạnh đó là những chữ ký ấn tượng của Jadon Sancho và Raphael Varane. Tuy nhiên, thất bại của MU trước Young Boys đưa những kỷ niệm buồn quay trở lại, theo tờ The Sun bình luận. Chia sẻ trên BT Sport, cựu trung vệ MU Rio Ferdinand cho rằng thất bại này gợi lại trận thua của MU trên đất Thổ Nhĩ Kỳ trước Istanbul Başakşehir hồi tháng 11 năm 2020, một trong những kết quả khiến Quỷ Đỏ phải sớm rời cuộc chơi Champions League ngay sau vòng bảng. Bên cạnh đó, Ferdinand còn bày tỏ lo ngại cho tương lai của người đồng đội cũ. Trong số các huấn luyện viên hàng đầu, Ole chưa cho thấy năng lực và chiến thuật ở đẳng cấp cao nhất. Ferdinand nói về Solskjaer sau trận thua của MU trước Young Boys. Cho đến giờ, anh ấy mới chỉ đang làm những gì được yêu cầu. Giờ thì là thời điểm để phán quyết. Giờ thì anh ấy cần phải được đánh giá một cách thẳng thắn. Nếu không mang được về những danh hiệu, anh ấy cũng sẽ nhận chát sa thải như bao huấn luyện viên khác. MU đàm phán tiền vệ toàn diện nhất Premier League Tielemans. MU xúc tiến chuyển nhượng Tielemans. Miro đưa tin, MU đang đưa Youri Tielemans vào danh sách các mục tiêu chuyển nhượng trong trường hợp thương vụ Declan Rice không thành công. MU ưu tiên Rice, tuyển thủ Anh cũng muốn rời West Ham, thế nhưng câu lạc bộ thành London luôn từ chối những lời đề nghị được chuyển đến. Tielemans là tiền vệ rất đa năng, cầu thủ người Bỉ thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí giữa sân giống như Donny van de Beek. Hợp đồng của Tielemans với Leicester City sẽ hết hạn vào tháng 6 năm 2023. Cho đến nay, hai bên vẫn chưa đạt thỏa thuận trong việc gia hạn, dù bày cáo nhiều lần có ý định đàm phán. MU tin tưởng đây là cơ hội thuận lợi để bước vào bàn đàm phán với Leicester. Nếu mua được Tielemans, Quỷ Đỏ nhiều khả năng sẽ bán đứt Van der Beek. Ngoài MU, Tielemans còn là mục tiêu tranh giành của Liverpool, Barcelona và Real Madrid. Rượu vang hảo hạng Lewandowski. Phong độ săn bàn khủng khiếp của Robert Lewandowski đang giúp anh chiếm được vị thế trung phong hàng đầu bóng đá thế giới. Rượu vang là loại thức uống rất kén người dùng. Đặc điểm của các loại rượu vang là để càng lâu, chúng càng ngon theo thời gian. Để càng lâu, hương vị của nó càng thơm và trở thành đồ uống độc nhất. Robert Lewandowski đang trở thành một hình mẫu tiêu biểu về rượu vang trong làng bóng đá. Anh vốn là một trong những tiền đạo hàng đầu thế giới tại Borussia Dortmund và Bayern Munich. Nhưng trong 3 mùa giải gần đây, tức là khoảng thời gian đã bước sang tuổi 30, chân sút người Ba Lan mới bắt đầu gây ấn tượng mạnh nhờ vào hiệu suất lập công khủng khiếp. Kể từ mùa giải 2018-2019 trở về trước, không có mùa giải nào là Lewandowski sở hữu số bàn thắng nhiều hơn số trận đấu trên mọi mặt trận. Giai đoạn này, thủ quân của đội tuyển Ba Lan vẫn nổ súng liên tục nhưng chưa là gì so với 3 mùa giải gần đây. Mùa giải 2019-2020, số 9 của Bayern Munich đóng góp 55 bàn thắng sau 47 trận ra sân. Mùa giải 2020-2021, ngôi sao tại Allianz Arena bỏ túi 48 pha lập công sau 40 lần thi đấu.
tính thêm cả cú đúp trước Barca ở Camp Nou. Lewandowski hiện đang có 10 bàn thắng sau 6 trận. Thói quen ghi bàn nhiều hơn số trận thi đấu vẫn được chân sút sinh năm 1988 duy trì. Nhờ vào sự hưng phấn đó nên Lewandowski mới đủ khả năng cạnh tranh quả bóng vàng và giành giải thưởng cầu thủ hay nhất FIFA 2020. Nếu không vì Covid-19, Lewandowski gần như đã có lần đầu tiên chạm tay đến quả bóng vàng 2020. Và một khi hiệu suất ghi bàn hiện tại được duy trì, Lewandowski sáng cửa giành quả bóng vàng 2021, bất chấp cho số danh hiệu danh giá của anh không bằng được Jorginho. Cuộc bình chọn quả bóng vàng thường phụ thuộc vào cảm tình, và cảm tình luôn bị chi phối bởi hàng tá những bàn thắng của tiền đạo. Lewandowski đương nhiên là có lợi thế này. Rõ ràng, sự nghiệp của Lewandowski đang bước vào một giai đoạn đỉnh cao mới, một vị thế chắc chắn hơn giai đoạn từ mùa 2018-2019 trở về trước. Khoảng thời gian qua, anh đã thỏa giấc mơ giành Champions League cũng như liên tục chinh phục các danh hiệu cá nhân thuộc cấp độ UEFA hay FIFA. Nhờ vậy, Lewandowski không còn đơn thuần là cái tên chỉ có thể chứng minh năng lực của mình ở đấu trường quốc nội. Lewandowski vừa khẳng định anh có thể đủ thi đấu đỉnh cao thêm 4 năm nữa, tức là 37 tuổi. Không nhiều cầu thủ tỏ ra sung mãn ở độ tuổi này, nhưng trường hợp này rất khó lòng ứng nghiệm với ngôi sao người Ba Lan. Càng chơi bóng, Lewandowski càng bùng nổ, toát ra vẻ sát thủ sắc lẹm, hễ xuất hiện trên sân là sẽ lập công. Làng túc cầu từng chứng kiến nhiều danh thủ được ví như là rượu vang vì họ vẫn sung sức ở độ tuổi sần dốc sự nghiệp. Giờ đây, Lewandowski chính là cái tên tiếp theo. PSG bị tố gian lận quỹ lương 600 triệu euro. Chủ tịch La Liga Javier Tebas cho rằng Real Madrid không bao giờ có thể mua sắm cầu thủ như cách Paris Saint-Germain đang làm. PSG đang có một quỹ lương đắt đỏ lên đến gần 600 triệu euro. Điều này thật hoang đường, mặc cả dẫn lời ông Tebas vào ngày 15 tháng 9. PSG gian lận và không câu lạc bộ nào trên thế giới như Barca hay Real Madrid có thể mua sắm cầu thủ như đội bóng nước Pháp. Chủ tịch La Liga nhận định rằng bóng đá Tây Ban Nha hoàn toàn không rơi vào khủng hoảng sau sự ra đi của Lionel Messi và nhiều câu lạc bộ La Liga túng quẫn về tài chính. Tôi cho rằng ít nhất 80% các câu lạc bộ trên khắp châu Âu còn tệ hơn những gì đang xảy ra ở Real Madrid hay Barcelona, theo ông Tebas nói tiếp. Theo số liệu từ France Football và công ty kiểm toán KPMG, quỹ lương của PSG đang ở mức hơn 560 triệu euro một mùa, cao nhất thế giới bóng đá. PSG chiêu mộ các tân binh như Hakimi, Wijnaldum, Sergio Ramos, Donnarumma và Messi trong kỳ chuyển nhượng hè 2021. Trước đó vào tháng 5, câu lạc bộ nước Pháp cũng thành công trong việc ký hợp đồng với Neymar. Mức lương của cầu thủ người Brazil cũng tăng lên mức khoảng 30 triệu euro một mùa. Trước đó vài ngày, ông Tebas gây tranh cãi khi tuyên bố trên Sport rằng Messi ra đi không phải vì tình hình tài chính của Barca. Chủ tịch La Liga cho biết Barca có đủ khả năng giữ chân Messi. Tuy nhiên, chủ tịch Barca Joan Laporta nghe lời Florentino Perez nên rút khỏi thỏa thuận bán cổ phần La Liga cho quỹ đầu tư CVC. Điều này dẫn đến việc Barca không có tiền ký hợp đồng mới với Messi. Mọi thứ sẽ được chứng minh khi Barca mua sắm vào mùa giải tới, ông Tebas tiết lộ. Sự rời đi của Messi không phải vì tình hình tài chính của câu lạc bộ xứ Catalan. Laporta sau đó bác bỏ phát biểu của Tebas. Chủ tịch Barca nhấn mạnh chính ban tổ chức La Liga đã đề ra quyết định quỹ lương trần khiến Messi không thể ký hợp đồng mới với câu lạc bộ xứ Catalan. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết bản tin của Bóng Đá Today ngày hôm nay. Đừng tiếc một like cho video này để ủng hộ chúng tôi các bạn nhé. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức bóng đá quốc tế sớm nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.